Con số may mắn hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 theo năm sinh, chọn số đón lộc cho bạn Y. Con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp. 1. Số may hôm nay cho tuổi Tý. 5 SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm NAI. 1984, giáp Tý, Kim, Nam, 7, 76, 2450, nữ, 8.

25 5, 04, 79 32, 88, 1960, canh tí, thổ, nam, 4, 82, 40 06, nữ, 2 36 67 15, 1972, nhâm tí, mộc, nam, 1, 91, 38 57, nữ năm 45 73 28. Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Tý. Người tuổi Tý có chính quan độ mệnh nên công việc tiến triển thuận lợi, có được những bước tiến vượt bậc. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, lại được quý nhân nâng đỡ nên vận trình thăng tiến như diều gặp gió. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc tiến triển thuận lợi, có bước tiến vượt bậc. Tử vi tuổi Bình Tý, Thủy, thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân, quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, xác định được mục tiêu, phương hướng trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, biết phát huy sức mạnh tập thể công việc. Từ vi tuổi nhâm tí, mộc, vận tài lộc khởi sắc, có thêm các mối làm ăn mới. 2. Con số may mắn hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 cho tuổi Sửu, năm SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm NAI, 1985, Ất Sửu kim, nam, 6, 355983.

62. 1961. Tân Sửu Thổ. Nam. 3. 94 40 09. Nữ. 357 86 20. 1973. Quý Sửu Mộc. Nam. 9. 36 73 41. Nữ. 6. 74 69 97. Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, hàng loạt rắc rối phát sinh trong công việc. Từ vi tuổi đinh sửu thủy áp lực gia tăng nhiều vấn đề khó giải quyết tử vi tuổi kỷ sửu hỏa việc làm ăn kinh doanh đối mặt với nhiều cạnh tranh tử vi tuổi tân sửu thổ liên quan tới lợi ích cá nhân dễ xảy ra giành giật tử vi tuổi quý sửu mộc hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn trong chuyện tình cảm đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích cho bạn ba số đại cát cho tuổi dần năm sinh tuổi nạp âm mệnh ngũ hành giới tính

8 21 63 77 34 38 06 Nữ 1 704 99 95 48 83 27 1962 Nhâm dần Kim Nam 2 57 84 71 Nữ 4 45 61 33 Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thủy, làm việc tập trung, thể hiện xuất sắc trong công việc. Tử vi tuổi bính dần, hỏa, có thể nhận được cơ hội đề bạt mau hơn. Tử vi tuổi mậu dần, thổ, gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, có khoản thu bất ngờ. Tử vi tuổi canh dần, mộc, thu nhập ổn định, có thêm những khoản tích lũy mới. Tử vi tuổi nhâm dần, kim, người độc thân xây dựng mối quan hệ xã giao thuận lợi. 4. Số may mắn cho tuổi mão. năm SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số,

Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy có cơ hội thể hiện những năng lực tiềm tàng của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, quá trình làm việc thuận lợi, kế hoạch được thực hiện suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, cần phải tự tin để tận dụng tốt mọi điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, đường tài lộc tăng tiến nên tập trung vào công việc chính. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, các cặp đôi thường xuyên bất đồng, xung khắc. Có thể bạn quan tâm, năm,

Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, hỏa, đường tài lộc rực sáng, dễ dàng đón tiền bạc về nhà. Tử vi tuổi bục, chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi như ý, làm ăn sinh lời. Tử vi tuổi mậu mộ thìn, mộc, có cơ hội thể hiện năng lực làm việc và khả năng lãnh đạo. Tử vi tuổi canh thìn, kim, sự uy tín trong tập thể là điều không dễ gì có được. Tử vi tuổi nhâm thìn, thủy, dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia vì nhiều lý do. 6. Con số may mắn trong ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 cho tuổi Tỵ. năm SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quai số, CON số MAI mắn hôm NAI 1965, Ất Tỵ hỏa nam 894215. 15. Nữ 7 63 17 93, 1977, Đinh Tỵ thổ nam năm 25 86 58. Nếu -32, 1989,

Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, trở nên bực tức vì gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, công việc trì trệ, khó tập trung nên hiệu quả rất kém. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, nên cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, một số kẻ tiểu đang nhăm nhe chờ thời cơ để đẩy bạn xuống. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, chuyện tình cảm ngày càng đi xuống theo chiều hướng xấu. 7. Số cát lành cho tuổi ngọ. 5 SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm NAI số, CON số MAI mắn hôm NAI, 1954, giáp ngọ kim nam 1361485 14 85. Nữ năm 58 -43 -09 1966

18. Nữ 2. 8. 29. 78. 65. 03. 87. 40. Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, kim, nhanh nhẹn, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi họ cần. Tử vi ngọ, thủy, nhận được sự nể phục và tin tưởng của mọi người trong công việc. Tử vi tuổi mậu ngọ, hỏa, biến thách thức thành cách để chứng minh thực lực của mình. Tử vi tuổi canh ngọ, thổ, có thể được cất nhắc tới vị trí mà mình hằng mong muốn. Tử vi tuổi nhâm ngọ, mộc, người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ. 8. Số may cho tuổi mùi, 5 SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm NAI, 1955, ất mùi kim nam 908 37 64. Nữ 72 58 07, 1967.

Nữ 3 968 4309 5396 61. Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, quá tự tin vào bản thân nên có phần cố chấp và bảo thủ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nên thay đổi cách thức làm việc hiệu quả hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hôm nay không thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư. Tử vi tuổi Tân Mùi, Hầu kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để quyết định chính xác. Tử vi tuổi quý mùi, mộc, trạng thái tinh thần sa sút chớ chút giận lên nửa kia. 9. Con số may mắn hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 cho tuổi thân, 5 SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm 1956, bính thân hỏa nam 862893, 28 93. Nếu 7 88 08,

4473 27 nữ 4 154 81 75 37 68 13 tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Thân tử vi tuổi Giáp Thân Thủy nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói bởi họa thị phi đang đến tử vi tuổi Bính Thân hỏa không nên nhiệt tình thừa thãi khi người khác không... tử vi tuổi Bính Thân hỏa không nên nhiệt tình thừa thái khi người khác không nhờ vả tử vi tuổi Mậu Thân Thổ nên cân nhắc khi có ý định góp ý, nhắc nhở người khác. Tử vi tuổi canh thân, mộc, chuyện tình cảm đôi lứa này sinh nhiều vấn đề khúc mắc. Tử vi tuổi nhâm thân, kim, tình yêu xuất hiện nhiều vấn đề, giãn nứt ngày càng lớn. 10. Số cát hôm nay cho tuổi dậu, năm SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm NAI, 1957.

2005, Ất Dậu Thủy Nam 1, 490, 56, 21, 40, 19, 66, Nữ 5, 208, 73, 59, 18, 80, 55, Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, vận may về tài lộc sẽ đến, có mức thu nhập cao vượt trội. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, cần biết đâu mới là thời cơ tốt để hành động, chớ mạo hiểm tử vi tuổi kỷ dậu thổ sự nghiệp dần khởi sắc gặt hái được thành công tử vi tuổi tân dậu mộc cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn tử vi tuổi quý dậu kim không kiểm soát được cảm xúc lạnh nhạt với tình cảm 11. con số may mắn trong ngày hôm nay cho tuổi tuất năm sinh tuổi nạp âm mệnh ngũ hành giới tính quái số con số MANAI. 1946 2006, Bính Tuất Thổ Nam 913 67 78, Nữ 6 57 08 35, 1958, Mậu Mộ Tuất Mộc Nam 6 98 42 14, Nữ 9 36 89 61, 1970, Canh Tuất Kim Nam 3 60 15 27, Nữ 3 25 76 88, 1982, Nhâm Tuất Thủy Nam 9 81 20 46, Nữ 6 48 97 09, 1994, Giáp Tuất Hỏa Nam 9, 372, 0634, 5893, 17, Nữ 6, 339, 8465, 29, 52, 73, Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, đường công danh sự nghiệp diễn ra theo đúng như kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, nên thay đổi hoạt theo hoàn cảnh cho phù hợp. Tử vi tuổi mậu mộ tuất, mộc, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, đạt kết quả tốt. Tử vi tuổi canh tuất, kim, doanh thu ngày càng dồi dào hơn, thu về không ít tiền bạc. Tử vi tuổi nhâm tuất, thủy, người độc thân cơ hội tìm thấy một nửa cho mình. 12. Số cát lành cho tuổi hợi, năm SINH, tuổi nạp âm. Mệnh ngũ hành, giới tính, quái số, CON số MAI mắn hôm nay 1995,

Đinh hợi thổ nam 8 259 8023 9947 58 nữ 7 498 1457 6526 39 Tổng quan tử vi hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của người tuổi hợi. Tử vi tuổi Ất hợi, hỏa, làm gì cũng thuận lợi, đi đâu cũng có người giúp đỡ. Tử vi tuổi Đinh hợi, thổ, được tín nhiệm nhờ tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc. Tử vi tuổi Kỷ hợi, mộc có thể hài lòng với thu nhập của mình, mọi áp lực được gỡ bỏ. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, vận trình tình duyên thuận lợi và êm đẹp, tâm trạng vui vẻ. Hai con số may mắn của 12 cung hoàng đạo hôm nay. Ngoài xem con số may mắn hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 theo 12 con giáp, đầy đủ các tuổi lục thập hoa giáp, phía trên quý bạn cũng có thể xem theo 12 cung hoàng đạo đây là hai cách xem độc cũng có thể xem theo 12 cung hoàng đạo. Đây là hai cách xem độc lập, bạn có thể thử vận may với bất kỳ cách nào miễn sao thấy thoải mái là được. Con số may mắn hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo. Con số may mắn của cung Bạch Dương hôm nay 22, 45. Con số may mắn của cung Kim Ngưu hôm nay 25, 90. Con số may mắn của cung Song Tử hôm nay 35, 48. Con số may mắn của cung cự giải hôm nay 05 77. Con số may mắn của cung sư tử hôm nay 10 45. Con số may mắn của cung sử nữ hôm nay 36 91. Con số may mắn của cung thiên bình hôm nay 18 52. Con số may mắn của cung hổ cáp hôm nay 37 66. Con số may mắn của cung nhân mã hôm nay 28 90. Con số may mắn của cung ma kết hôm nay 17 37. Con số may mắn của cung Bảo Bình hôm nay 28, 53. Con số may mắn của cung Song Tử,